Vâng, xin chào toàn thể các bác. Lại với một video bên em lên sóng với các bác là một mã sản phẩm của dòng loa CF Audio. Dòng này sở hữu một bát 25 và một tép can. Nói chung là những sản phẩm trong lô hàng bên em về đợt này nó rất đẹp nhá. Rất đẹp về hình thức, nhìn thực tế nó rất rất đẹp nhá, nó chỉ hơi bụi bẩn và bên em sẽ chỉ gọi là lau chùi sơ qua một tí thôi và sẽ chuyển hàng cho các bác. Những bác nào đặt hàng bên em, hàng nó siêu đẹp rồi. Bởi vì cái giá sản phẩm không vệ sinh, bên em sẽ đưa cho một cái giá tốt nhất để các bác được sử dụng nhá. Bên em về được gần 20 cặp nhá, gần 20 cặp CF Audio. Hàng cực kỳ thương hiệu như các bác nhá. Sau bên em sẽ đi vào cái nội thất để các bác được biết về cái nội thất của sản phẩm nó chất như thế nào. Thùng rất chắc chắn và cứng cáp nhé. Nó có một màu ghi sáng nhé. Ghi sáng rất đẹp nhé. Để các bác trưng bày. Đấy ạ. Cái mã của nó là AQ10. Công suất chạy một chiếc là 250W này. Và công suất max của nó là đạt đến 500W. Và chở kháng là 8 ohm. Đẹp. Nói chung là về cái hình thức của lô sản phẩm này bên em về rất rất nhiều nhé. Và rất đẹp nhé. Và phía bên trong kia là những cặp sản phẩm mã khác, sau bên em sẽ giới thiệu các bác sau nhé. Và bên em thì hàng cực nhiều rồi và ngổn ngang. Chủ yếu là video này em sẽ giới thiệu về các bác về cái mã CF Audio. Nói về đẩy này, đẩy thì bên em rất nhiều, đẩy vang và những chiếc lọc rất rất nhiều nhé. Và giờ đây bên em sẽ đi sâu về cái nội thất để các bác được biết về cái nội thất của dòng CF Audio này. Mời các bác di chuyển nhé. Đấy, và phía bên kia là những chiếc đẩy liền vang HS2. Sau bên em sẽ giới thiệu các bác vào một video sau. Đây ạ, mời các bác chiêm ngưỡng về cái nội thất của dòng CF Audio nhé. Bên em mới hàng về thì bên em để bên kia bên trong. Và đây là một quả bên em mới, anh em mới tháo ra để các bác được chiêm ngưỡng về cái nội thất của dòng CF Audio có mã là AQ10 này. Đẹp nhé, đây càng rất đẹp. Bên trong bọc lì để cho nó chống bụi. Đẹp. Nhưng mà nói về loa bụi thì thoải mái đi các bác. Nhưng mà hãng họ làm rất trau chuốt và cẩn thận. Đây là một chiếc tép kèn rất đẹp nhé. Đẹp, đẹp và chất này. Đấy, kiểu dáng cái kèn này thì nó rất giống của dòng loa CP. Rất đẹp nhé, chất. Nói chung là nói đến về cái tép kèn của dòng loa full thì nó luôn luôn sáng tiếng. Và đây là chiếc củ bát này, củ rất khủng nhá, bát 25 mà củ rất khủng này. Có mã là REF, chất không các bác, cá heo nhá. Dòng này cái bát của nó rất giống của CF này, hay của mã PFC. BAC thương hiệu của Tây Ban Nha ấy, nó cũng rất giống nhá, y chang luôn, cùng một loại củ bát này. Và hãng cái đời này họ Hàn và chắc chắn vô cùng, bên em cứ để nguyên thế sẽ nhân dây lên để các bác được chiêm ngưỡng luôn. Phân tần rất khủng nhá các bác nhá. Các bác nhìn xa này. Phân tần thì nó cũng gần bằng cái lỗ bát nhá. Này, các bác này. Rất nhiều linh kiện tụ vận cản và chở đây, dây chắc chắn. Và trên trên phần tần thì họ cũng ghi thương hiệu CF Audio, mã là Pro Audio. Đấy, phần tần làm cực kỳ chắc chắn nhá, phim thủy tinh rất chất, bồng bắn xung quanh thùng rất đỉnh nhé các bác nhé. Và những ke góc này, ke góc sắt này làm khóa thùng cực kỳ chắc chắn nhé các bác nhé. Nên các bác treo những dòng loa này thoải mái, các bác nhìn này, quá phê nhé. Và bên em đưa ra một cái giá tốt nhất để các bác được sở hữu những cặp loa này, có giá vào 3.900.000, giá đúng là siêu rẻ để các bác được sử dụng những cặp loa full, loa full bát 25, một bát một tép kèn. Và các bác có nhu cầu mua sắm những sản phẩm của dòng CF Audio
thì các bác alo cho em nhé qua hai số hotline 0963 101 38 hoặc 0962 355 309. Đây số điện thoại của em đây, những bác nào mà nghe không rõ thì các bác có thể lấy thông tin số điện thoại của em qua tấm biển màu đỏ này nhé. Và cảm ơn toàn thể các bác đã quan tâm theo dõi. Các bác có nhu cầu mua sắm những sản phẩm hàng xịn, hàng chất lượng, các bác cứ alo cho em. Giờ đây bên em cũng xin phép tạm dừng video. Xin chào, hẹn gặp lại các bác ở những video tiếp theo.